Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính thưa quý vị, liên quan tới tình hình bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe bài viết của tác giả Ngô Nhật Đăng, Thôi rồi bác dâu. Sau đây là nội dung chi tiết. Người ta chứng kiến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay giống như một cuộc chiến. Hai bên thi triển đủ mọi đòn, triệt hạ nhau như một cuộc đối đầu trong tiểu thuyết trinh thám Thuật ngữ sự ngạc nhiên tháng 10 được nhắc tới với tần suất đáng kinh ngạc và hôm nay lại xuất hiện đúng như tiểu thuyết. Ai đó đã để lại chiếc máy tính sách tay MacBook Pro bị dính nước tại một cửa hàng sửa chữa máy tính. Anh ta đã bỏ nó, không bao giờ trả tiền sửa chữa hoặc quay lại để lấy. Tờ New York Post đưa tin, máy tính đã bị bỏ lại tại một cửa hàng sửa chữa ở bang Delaware, quê hương của Biden vào tháng 4 năm 2019. Post biết, một đoạn video dài 12 phút khủng khiếp cho thấy Hunter Biden, người đã thừa nhận đang vật lộn với các vấn đề về nghiện ngập, hút thuốc khi đang thực hiện hành vi tình dục với một phụ nữ không rõ danh tính cũng như nhiều hình ảnh khiêu dâm khác. Chủ cửa hàng sửa chữa không thể xác nhận chủ sở hữu máy tính sách tay là Hunter Biden, nhưng có một nhãn dán trên máy tính sách tay từ quỹ Bill Biden. Cùng với video là các tài liệu và vài hình ảnh thì chắc chắn đây là máy tính sách tay của Hunter. FBI đã thu giữ máy tính sách tay vào tháng 12. Nhưng trước đó, chủ cửa hàng sửa chữa đã sao chép ổ cứng và anh ta đưa cho cảnh sát, cho luật sư của cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani. Phát hiện bất ngờ nhất là một email vào ngày 17 tháng 4 năm 2015, Biden khi đó là phó tổng thống, đã gặp trực tiếp Vadim Posadzicki, một cố vấn của hội đồng quản trị Burisma. Burisma là một công ty năng lượng của Ukraine đã đưa Hunter Biden vào hội đồng quản trị của mình và trả cho anh ta 50.000 đô la một tháng. Mặc dù Hunter không có kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng và cũng không nói được bất kỳ ngôn ngữ nào được sử dụng tại quốc gia đó. Cuộc gặp gỡ giữa Pozatsky và Phó Tổng thống đã diễn ra 8 tháng trước khi Biden đe dọa sẽ giữ lại viện trợ của Mỹ cho Ukraine trừ khi nước này đồng ý sa thải một công tố viên đang theo dõi Burisma và công tố viên đã bị sa thải. Email viết Hunter thân mến, cảm ơn bạn đã mời tôi đến DC và tạo cơ hội để gặp cha của bạn và dành thời gian bên nhau. Đó thực sự là một vinh dự và niềm vui. Trong tuần này, tờ Politico, một tờ báo cực tả đưa tin Hot quan Karen, con rể của Joe Biden là giám đốc y tế của một công ty có tên là Startup Health, một công ty đầu tư đang tìm cách đầu tư vào các sản phẩm để đối phó với đại dịch coronavirus. Cùng lúc đó, Corin đang cố vấn cho chiến dịch Biden về virus Corona, người ta đoán rằng đó là vì xung đột lợi ích. Những email kiểu smoking gun này đưa ra đúng vào tháng 10. Các bạn cuồng Anker Joe, hãy chuẩn bị mai táng cho bác ấy là vừa. Kính thưa quý vị, vừa rồi là dung bài viết. Thôi rồi bác Joe, tác giả Ngô Nhật đăng đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.